Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 5 phép cộng, phép trừ không nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta có phần tính nhẩm 1 này. Đây chúng ta có 60 cộng với 40 thì chúng ta sẽ nhẩm là bằng gì? 60 cộng với 40 thì bằng 10. Tức là bằng 60 cộng với 40 thì bằng 100. Đấy. Tương tự ta có 100 trừ đi 20. 100 trừ 20 chúng ta sẽ nhẩm là đây là 100 là 10. 10 trừ đi 20 tức là trừ đi 20 thì bằng 80. Như vậy 100 trừ đi 20 thì bằng 80. Các em có một số các cái ý tương tự. Chúng ta có bài 1A. 1A là chúng ta có đây là 50 cộng 50. 50 này người ta sẽ đọc là 50 cộng với 50. 50 cộng với 50 thì sẽ bằng 10. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm này. Đây là 50 cộng 50 thì bằng 10. Đúng không? 10 tức là bằng 100. Như vậy thay vào thì chúng ta có 50 này cộng 50 này bằng 10 này. Đấy, tức là bằng 100. Rồi. 70 cộng với 30 các bạn cũng làm tương tự. 70 cộng 30 chúng ta sẽ nhẩm đây chính là gì? 70 cộng 30. Bảy chục cộng 30 thì sẽ bằng 10. Như vậy chúng ta có 70 này cộng 30 này thì bằng 10 này. 10 tức là 100. Tương tự 20 cộng 80 các bạn cũng làm hoàn toàn tương tự. 20 cộng 80. 20 này các em có thể hiểu nó là 20. Cộng 80 tức là cộng 80. 20 cộng 80 thì sẽ bằng 10. Như cô nói 20 tức là 20. 80 tức là 80. 20 cộng 80 bằng 10. 10 tức là 100. Xong được bài 1A. Bạn nào chưa xong bài tập 1A, các bạn dừng lại, tiếp tục làm cho xong bài tập 1A. Cô chuyển sang bài tập số 1B như sau. Bài tập 1B này. Ta có 10 trừ đi 30. 100 tức là 10 đúng không? 100 trừ đi 30. 100 này chính là 10 này. Trừ đi 30 tức là trừ đi 30. 10 trừ đi 30 thì bằng 70. Như vậy chúng ta có 100 trừ 30 bằng 70. Tương tự 100 trừ 50. 100 này chính là 10. 50 tức là 50. Ta có 10 trừ đi 50 thì bằng 50. Như vậy phép toán của chúng ta là 100 là 10 trừ đi 50 thì bằng 50. 50 tức là 50. Tiếp theo sang ý cuối cùng. 100 trừ đi 90. 100 này chính là 10 này. 90 tức là 90. 10 trừ đi 90 thì bằng 10. Vậy phép toán ở đây chính là 100 trừ đi 90 thì bằng 10.
Xong bài tập số 1B. Những bạn nào mà chưa xong, các bạn dừng một chút để các bạn làm cho xong nhé. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn đặt tính nổi tính, tức là các bạn sẽ đặt tính theo hàng dọc. Chúng ta có 35 cộng với 4 Bài 2, 35 cộng 4 ta có 5 cộng 4 bằng 9. 3 này không cộng, các bạn hạ xuống. Như vậy kết quả của ta bằng 39. Khi cộng thì các bạn chú ý hàng đơn vị, viết hàng cột với hàng đơn vị. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước, hàng chục sau. Tiếp theo, 52 cộng 37 các bạn cũng cộng hàng đơn vị trước. 2 cộng 7 bằng 9, 5 cộng 3 bằng 8, kết quả bằng 89. Tiếp theo nữa, 68 trừ đi 6 các em trừ hàng đơn vị trước, 8 trừ đi 6 bằng 2. Số 6 này không trừ gì cả, các bạn giữ nguyên xuống. Kết quả của ta bằng 62. Cuối cùng 79 trừ 55. Các em cũng trừ hàng đơn vị trước, 7 trừ đi 5 bằng 4. À 9 trừ 5 bằng 4, xin lỗi các em. Đấy, nhìn thì cô nhìn 9 trừ 5. 9 trừ đi 5 bằng 4, 7 trừ đi 5 thì bằng 2. Kết quả của ta bằng 24. Luôn luôn khi trong phép cộng hoặc phép trừ thì các bạn luôn thực hiện là cái hàng đơn vị trước, sau đó đến hàng chục sau. Bây giờ cô chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài tập số 2 thì các bạn dừng lại làm cho xong hai bài tập nhé. Bài tập số 2 đi đã nhé. Giờ sang bài tập số 3 như sau. Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Như vậy, muốn biết là phép tính nào có cùng kết quả thì các bạn phải chúng ta phải tính ra. Sau đó thì chúng ta mới xem thử những cái phép tính nào có cùng kết quả, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ nhẩm này, 40 cộng với 20, các bạn có thể đặt tính ra ngoài giấy nháp. Thì chúng ta đặt theo hàng dọc thì chúng ta có 40 cộng 20 bằng 60. Các bạn có thể lấy bút chì ghi lên phía trên. 34 cộng với 1 thì bằng 35. 60 trừ đi 30 thì bằng 30, chúng ta sẽ phải tính kết quả đã. 80 trừ đi 50 cũng bằng 30. 20 cộng với 40 thì bằng 60. 30 cộng với 5 bằng 35. Như vậy, sau khi các bạn tính ra rồi thì chúng ta mới có là các cái phép tính nó cùng kết quả thì có những cái phép tính nào. Đây, 60 bằng 60 này. Như vậy chúng ta có hai phép tính có kết quả bằng nhau là 40 cộng với 20 thì bằng 20 cộng 60. À, còn bằng 20 cộng với 40, kết quả đều là bằng 60. Đúng không? 34 cộng với 1 thì nó sẽ bằng kết quả với 30 cộng với 5, đều bằng kết quả là 35. 60 trừ đi 3 thì nó bằng với 80 trừ đi 5. Hai cái này cùng ra kết quả bằng 30. Như vậy, bài 3 chúng ta sẽ có các cái phép tính cùng kết quả như sau. 40 cộng 20 ta có phép tính 40 cộng 20 thì nó sẽ bằng với phép tính 20 cộng 40 cùng bằng 60 cả. Tiếp
Tiếp theo là chúng ta có 34 cộng với 1 thì sẽ bằng với 30 cộng 5 cùng bằng 35. Tiếp theo nữa, chúng ta có phép toán 60 trừ 30 thì bằng với 80 trừ 50. Hai phép toán này có kết quả bằng nhau, cùng bằng 30. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài tập số 3, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Yêu cầu các bạn điền số thích hợp vào cái phần hỏi chấm. Chúng ta có 50 cộng với 30. 50 cộng với 30 thì bằng 80. Các bạn có thể đặt tính ra ngoài giấy nháp theo hàng dọc. Thì chúng ta có 50 cộng 30 bằng 80. Ô này các em điền cho cô số 80. 80 trừ đi 40 thì bằng 40. Như vậy ô này các em điền 40. Tiếp theo 40 cộng với 15 bằng bao nhiêu? 40 cộng 15 bằng 55. Như vậy ở phần hỏi chấm này các em điền cho cô số 55. Các bạn có điền vào thì hãy dùng bút chì các bạn nhé. Những bạn nào mà chưa xong thì các bạn hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Sang bài tập số 5 như sau. Trên thuyền có 12 hành khách, đến bến có 3 hành khách. Ở trên thuyền thì đã có 12 hành khách rồi, đến bến thì có thêm 3 hành khách lên thuyền. Đây, có 3 hành khách lên thuyền. Hỏi lúc đó trên thuyền có tất cả bao nhiêu hành khách? Như vậy, lúc đó trên thuyền có tất cả số hành khách là, chúng ta sẽ lấy 12 hành khách ban đầu cộng với 3 hành khách mới lên. Như vậy sẽ có tất cả là 15 hành khách. Vậy bài tập số 5 chúng ta sẽ làm như sau. Bài tập 5. Lúc đó trên thuyền có tất cả 6 hành khách. Các em sẽ lấy 12 cộng thêm 3. Như vậy sẽ có 15 hành khách. Đáp số 15 hành khách. Như vậy là lúc đó trên thuyền có tất cả sẽ là 15 hành khách. Bạn nào chưa xong bài tập số 5 này thì các bạn có thể dùng một chút để làm cho xong bài tập số 5. Cô chuyển sang phần tiếp theo là phần luyện tập. Nếu đúng thì các bạn ghi chữ D, mà sai thì các bạn ghi chữ F vào. Ở đây nhìn này, 35 cộng 4, 4 này là chữ 4 hàng, số 4 hàng đơn vị. Thì các em phải đặt sang phía hàng đơn vị bên này. Đấy, phải đặt số 4 sang phía bên hàng đơn vị. Đấy, tức là phải đặt dưới số 5. 35 cộng với 4 thì phải bằng 39. Chứ không phải là đặt số 4 sang hàng chục như này là sai. Như vậy chúng ta đặt như này là sai nhé. Đây sai thì các bạn ghi chữ S vào. Chưa? Cái câu A này, nếu mà muốn đặt đúng này, bài 1 này. Nếu như mà đặt đúng thì chúng ta sẽ có gì? 35 các bạn cộng 4 này, số 4 hàng đơn vị thì phải thẳng cột với chữ số 5 hàng đơn vị phía trên. Đấy. Rồi chúng ta mới cộng hàng đơn vị trước là 5 cộng 4 bằng 9 này, 3 không cộng hạ xuống này.
Kết quả của ta bằng 39 thì mới đúng cơ. Tiếp theo 59 trừ đi 6. Đặt đúng rồi đúng không ạ? 6 hàng đơn vị này. Như vậy chúng ta sẽ đã trừ hàng đơn vị trước, 9 trừ 6 bằng 3. 5 này không trừ gì cả, hạ xuống. Như vậy cái này đúng. Tiếp theo 87 trừ đi 32. Chúng ta đặt đúng rồi. Trừ hàng đơn vị trước, 7 trừ đi 2 bằng 5. Sang hàng chục, 8 trừ đi 3 cũng bằng 5. Kết quả bằng 55. Cái này cũng đúng. Như vậy chúng ta có ý giữa A là sai, còn hai ý B và ý C là hai ý đúng. Tiếp tục sang bài tập số 2, tính. Các em có thể đặt tính theo hàng dọc. Bạn nào không nhẩm được thì chúng ta có thể đặt tính theo hàng dọc để chúng ta tính. Như vậy, bài số 2 chúng ta sẽ có như sau. Ý thứ nhất là chúng ta có 20, các bạn cộng thêm 6. 6 này là 6 ở hàng đơn vị, thì các bạn phải viết hàng cột với chữ số 0 hàng đơn vị. Sau đó các bạn cộng hàng đơn vị trước, 0 cộng 6 bằng 6 này. 2 không cộng gì cả, hạ xuống ấy. Kết quả bằng 26. 57 trừ đi 7. Số 7 này hàng đơn vị thì các em phải viết thẳng cột với hàng đơn vị nhé. Đấy. Sau đó chúng ta trừ hàng đơn vị trước. 7 trừ đi 7 bằng 0. 5 không trừ gì cả, hạ xuống. Kết quả chúng ta bằng 50. Tiếp theo 3 này. Các em cộng với 40. 3 này là 3 ở hàng đơn vị, thì các em phải viết hàng cột với chữ số 0 hàng đơn vị. Sau đó chúng ta cộng hàng đơn vị trước. Ta có 3 cộng 0 bằng 3. 4 không cộng gì cả, hạ xuống. Kết quả bằng 43. Tiếp theo nữa, 43 cộng 20. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước, 3 cộng với 0 bằng 3, 4 cộng 2 bằng 6, kết quả bằng 63. Tiếp theo, 75 trừ đi 70. Các em cũng trừ hàng đơn vị trước, 5 trừ đi 0 thì bằng 5, 7 trừ đi 7 bằng 0. Cái chữ số 0 đứng đầu các bạn có thể viết hoặc không viết. Như vậy chúng ta có 75 trừ đi 70 bằng 5. Còn chữ số 0 đứng đứng đầu này nó không có giá trị, chúng ta có thể không cần phải viết. Tiếp theo nữa, 69 trừ đi 19. Các bạn cũng làm tương tự. Trừ hàng đơn vị trước. Ta có 9 trừ đi 9 bằng 0. 6 trừ đi 1 bằng 5. Kết quả bằng 50. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, số 2, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong. Cô chuyển sang bài tập số 3. Những phép tính nào dưới đây có kết quả bé hơn 50? Những phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 50? Như vậy các em phải tính các cái phép tính này ra. Đấy, xong đó thì chúng ta mới liệt kê các phép tính có kết quả bé hơn 50 và các phép tính có kết quả lớn hơn 50. Ở phép tính đầu tiên, 40 cộng với 8, các em tính ra bằng 48. Lấy bút chì các em ghi lên phía trên. 32 cộng với 20 thì bằng 52. 70 trừ đi 30 bằng 40. 90 trừ đi 50 cũng bằng 40. 30 cộng 40 bằng 70. 86 trừ đi 6 bằng 80. Sau khi em tính như thế này rồi, chúng ta có những phép tính có kết quả bé hơn 50 là
Bé hơn 50 thì có những cái số này đây. Đây phép tính này. Phép tính này là bé hơn 50. Như vậy chúng ta có là 40 cộng 8 này. 90 trừ đi 5. 90 trừ đi 50 và 70 trừ 30. Còn những cái phép tính mà có kết quả lớn hơn 50 chính là những phép tính này. Ba phép tính này. Vậy chúng ta sẽ trả lời như sau, bài số 3. Cô sẽ viết sang phía bên này nhé. Bài 3. Những phép tính có kết quả bé hơn 50. Có kết quả bé hơn 50. Chính là các phép tính 40 cộng 8, 70 trừ đi 30 và 90 trừ 50. Những phép tính này là những phép tính có kết quả bé hơn 50. Những phép tính có kết quả lớn hơn 50 là tiếp theo. Những phép tính có kết quả lớn hơn 50. Đó là các cái phép tính 32 cộng 20. Thứ hai là phép tính 40, 30 cộng 40. Và thứ ba là phép tính 86 trừ đi 6. Đây là những cái phép tính mà có kết quả lớn hơn 50. Như vậy chúng ta lại có 3 cái phép tính có kết quả nhỏ hơn 50 và 3 phép tính có kết quả lớn hơn 50. Những bạn nào bài chưa xong thì các bạn có thể dừng lại tiếp tục làm cho xong nhé. Bây giờ cô chuyển sang bài tiếp theo là bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các bạn tìm chữ số thích hợp. Chúng ta điền vào cái phần dấu hỏi chấm. 36 cộng với hỏi chấm 2 bằng 7 hỏi chấm. Như vậy chúng ta cộng hàng đơn vị trước thì chúng ta có 6 cộng với 2 bằng 8. Như vậy ô này các bạn sẽ điền cho cô là số 8. Sang hàng chục, 3 cộng với mấy bằng 7 thì ta có 3 cộng 4 bằng 7. Như vậy đây các bạn sẽ điền cho cô số 4. Và phép tính của chúng ta ở đây là 36 cộng với 42 thì bằng 78. Sang ý B, phép trừ. Trừ thì chúng ta cũng trừ hàng đơn vị trước. Ta có 8 trừ đi 6 thì bằng 2. Như vậy ở ô hỏi chấm này các bạn điền số 2. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi mấy trừ đi 4 bằng 5. Mấy trừ đi 4 bằng 5 thì chúng ta có 9 trừ 4 bằng 5. Các em điền cho cô đây số 9. Như vậy phép toán của chúng ta ở đây là 98 trừ đi 46 thì bằng 52. Tiếp theo 5 hỏi chấm cộng với 2 hỏi chấm bằng 87. Chúng ta sẽ trả lời là mấy cộng với 2 để bằng 7. Thì chúng ta sẽ có 5 cộng 2 bằng 7 đúng không? Như vậy ở đây các em sẽ điền số 5. 5 cộng 2 bằng 7. Tiếp theo 5 cộng mấy bằng 8 thì ta có 5 cộng 3 bằng 8. Vậy ở ô này các em điền số 3. Sau bài tập số 5. Đàn trâu và bò của nhà bác Bình có 28 con. Trong đó có 12 con trâu. Hỏi nhà bác Bình có bao nhiêu con bò? Như vậy, các
Các em muốn tìm nhà bác Bình có số con bò là bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ lấy tổng số trâu và bò là 28 con. Các bạn trừ đi số con trâu thì sẽ ra được số con bò. Vậy số con bò sẽ là 16 con. Vậy chúng ta sẽ trả lời bài tập số 5 như sau. Nhà bác Bình có số con bò là 28 trừ đi 12 con trâu thì sẽ bằng 16 con bò. Đáp số 16 con bò. Bạn nào chưa xong có thể dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô chuyển sang phần tiếp theo, đó là phần luyện tập. Sang phần luyện tập như sau. Những phép tính nào dưới đây có cùng kết quả? Như vậy, muốn biết phép toán nào có cùng kết quả thì các bạn phải thực hiện các cái phép tính này ra. Chúng ta phải tính kết quả ra. Đấy, và cái nào có cùng kết quả thì chúng ta sẽ ghi. Như vậy chúng ta sẽ có 97 trừ đi 7 thì cái này các em tính ra bằng 90 này. Kết quả bằng 90 đúng không? 90 cộng với 5 thì kết quả bằng 95. 98 trừ đi 3 cũng bằng 95. Đấy, nhớ đặt phép tính ra thì chúng ta có 98 này. Đây đúng không? 98 kem đặt theo hàng dọc thì cái số 3 này nó phải đặt ở phía bên dưới chữ số 8 này. Đấy, chúng ta có 8 trừ đi 3 bằng 5, còn con 9 này không trừ gì cả thì hạ xuống bằng 95. Như vậy, nhìn vào đây chúng ta có hai cái phép tính nó có kết quả bằng nhau, cùng bằng 95, chính là 5 cộng với 90 và 98 trừ đi 3. Vậy bài 1A ở phần luyện tập đấy, phép tính có cùng kết quả là chúng ta sẽ có phép tính nào? Các phép tính hoặc là những phép tính có cùng kết quả này. Đó chính là 9 cộng với 5 cộng với 90. 5 cộng với 90 thì bằng 98 trừ đi 3. Cộng 90 bằng 95 mà 98 trừ đi 3 cũng bằng 95. Hai cái này có cùng kết quả, cùng bằng 95. Sang ý B. Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất? Muốn biết được cái nào có kết quả bé nhất thì các em cũng phải tính ra. Ta có 35 cộng 1 thì kết quả này bằng 36. 14 cộng với 20 thì kết quả bằng 34. 49 trừ đi 10 thì bằng 39. Như vậy cái này bằng 36, 34 và 39. Trong 3 kết quả này số nào là số bé nhất? Số này là số bé nhất này, 34 bé nhất. Như vậy phép tính có kết quả bé nhất là 14 cộng 20. Vậy phép tính có kết quả bé nhất là ý B. Phép tính có kết quả bé nhất
chính là 14 cộng 20. Trong 3 phép tính thì phép tính này nó sẽ có kết quả bé nhất, là kết quả là bằng 34. Hai kết quả còn lại thì nó sẽ là bằng 36 và 39, thì nó đều lớn hơn số 34 cả. Đây. Đây, kết quả này sẽ là bé nhất. Tiếp tục cô chuyển sang bài tập số 2. Những bạn nào chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong đi. Sau bài tập số 2 như sau. Ta có 10 cộng với mấy bằng 20? Thì chúng ta có 10 cộng 10 bằng 20. 50 cộng với mấy chục để bằng 70? Thì 50 cộng 20 bằng 70. Như vậy chúng ta sẽ nhẩm 50 cộng 20 bằng 70. 30 trừ đi bao nhiêu thì bằng 20? Thì 30 trừ đi 10 bằng 20. Như vậy 10 tức là trừ đi 10 đấy. 80 trừ đi mấy chục bằng 40? Thì 80 trừ đi 40 sẽ bằng 40 đúng không? 80 trừ đi 40 như vậy đây sẽ là trừ 40. Tiếp theo chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong các bạn tiếp tục dừng lại làm cho xong. Sang bài tập số 3 yêu cầu các bạn tính. Tính thì ở đây chúng ta có phép cộng và phép trừ, thì các bạn thực hiện lần lượt từ trái sang phải cho cô. Bài 3A. Ta có 50 cộng với 18 trừ đi 45. Có phép cộng và phép trừ, các bạn lần lượt từ trái sang phải. Từ trái sang phải thì đây phép cộng trước, chúng ta thực hiện trước. 50 cộng với 18 thì bằng 68. Tiếp theo các bạn lấy 68 trừ đi 45 xem kết quả bằng bao nhiêu. Bạn nào không nhẩm được thì chúng ta sẽ đặt tính theo hàng dọc để chúng ta tính xem thử là 68 trừ đi 45 bằng bao nhiêu nhá. Đây, ta sẽ đặt này, 68 trừ đi 45 này. Tám trừ đi 5 thì bằng 3. 6 trừ đi 4 bằng 2. Như vậy kết quả của ta bằng 23. Sang ý B. 76 trừ đi 56 cộng 27. Ở đây cũng có phép trừ và phép cộng. Có phép trừ và phép cộng thì các bạn lần lượt thực hiện từ trái sang phải. Phép toán nào trước thì chúng ta thực hiện trước. 76 trừ đi 56 thì kết quả bằng 20. Các bạn có thể đặt tính theo hàng dọc. Nếu không nhầm được thì các bạn đặt ra này, 76 trừ đi 56 này. Đấy, trừ hàng đơn vị trước, 6 trừ 6 bằng 0, 7 trừ 5 bằng 2. Như vậy 76 trừ 56 bằng 20. Sau đó lấy 20 cộng với 27, kết quả bằng 47. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 3. Tiếp theo cô chuyển sang bài tập số 4. Một rạp xiếc có 96 ghế, trong đó 62 ghế đã có khán giả ngồi. Hỏi trong rạp xiếc còn bao nhiêu ghế trống? Như vậy, trong rạp xiếc còn số ghế trống là, chúng ta sẽ lấy tổng số ghế là 96 ghế, trừ đi số ghế khán giả đã ngồi thì sẽ ra được số ghế còn trống. Vậy bài số 4. Trong rạp xiếc còn số ghế trống là, trong rạp xiếc
còn số ghế trống là, các em sẽ lấy tổng số ghế là 96 ghế, các em trừ đi số ghế đã ngồi thì sẽ ra được số ghế trống. Nếu bạn nào không nhầm được thì các bạn hãy đặt tính ra ngoài giấy nhé. Ta có 96 trừ đi 62. Các bạn trừ hàng đơn vị trước, ta có 6 trừ đi 2 bằng 4. Sang hàng chục, 9 trừ 6 bằng 3. Như vậy còn trống 34 ghế. Đáp số 34 ghế. Tư ghế trống đi. Bây giờ cô chuyển sang bài tập tiếp theo là bài tập số 5. Bạn nào chưa xong bài tập số 3 và bài tập số 4, các bạn dừng lại tiếp tục làm cho xong hai bài tập này. Xong bài tập số 5 như sau. Yêu cầu các bạn điền số thích hợp ở vào cái hỏi chấm này. Chúng ta thấy quy luật này. Chúng ta có các số nằm ở phía ngoài, nằm ở ba góc ngoài. Các em sẽ lấy tổng các cái số ở phía ngoài này cộng xem thử nó có bằng số ở giữa không nhá. 12 cộng 4 bằng 16. 16 cộng 3 bằng 19. Như vậy có phải là tổng ba số ngoài thì sẽ bằng số trong không? Sang ô này xem thử quy luật nhá. Chúng ta cũng cộng 3 số ngoài xem thử có bằng số trong không các bạn nhé. 10 cộng với 13 bằng 23, 23 cộng 5 bằng 28. Như vậy chúng ta thấy quy luật là cái số ở giữa này thì nó sẽ bằng tổng của 3 số bên ngoài. Vậy ở đây chúng ta sẽ tính tổng 3 số bên ngoài. 33 cộng với 6 thì bằng 39. Đúng không? 33 cộng 6 bằng 39. 39 cộng với 20. 39 cộng với 20 thì sẽ bằng 59. Như vậy ở cái hỏi chấm này các bạn điền cho cô số 59. Quy luật đó là tổng của 3 số ngoài thì sẽ bằng số ở giữa. Như vậy là trên đây cô và các em đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ các bài tập của bài số 5 ở trong quyển sách toán lớp 2 bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video mới ở trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.